Xin chào các bạn nhé. Vẫn như thường lệ thì có khách hàng đặt của mình cây hồng mộc này, thì mình có làm video lên để cho bạn đấy được xem và để gọi là coi như là mình gửi cái video test hàng cho bạn ấy mà. Thì tiện thể thì cũng gửi cho cả nhà mình xem luôn cho nó vui. Ai thích thì xem và mua, không thì tham khảo, hoặc là có bạn bè gì có nhu cầu thì lại giới thiệu. Đấy, thì cái mục đích của mình nó cũng là như thế, nói thẳng các bạn là như thế. Đây thì nó đây thì cái bao cái cây này thì mình giới thiệu rất là nhiều rồi. Đây, cái bao nó như thế này, rất chắc chắn luôn. Nghe cái tiếng kêu đấy là biết là nó như nào đúng không? Hồng mộc, đây tên gọi của chiếc đàn này gọi là hồng mộc nhé, bởi vì nó màu đỏ hồng sực lửa nên là người ta gọi nó là hồng mộc. Mộc là gỗ, gỗ màu hồng kiểu như thế. Xuất xứ là từ Tô Châu, Trung Quốc. Cây này thì nó gọi là cây gọi là ở mức trung bình, dành cho những người dành cho với cái điều kiện kinh tế nó gọi là hạn hẹp một tí, không được tốt cho lắm thì dùng cây này cũng được. Nó cũng cũng có thể tạm chơi lâu dài được, nếu mà kiểu chơi theo kiểu mình chuyên nghiệp dư ấy thì là cây này cũng là một cái sự lựa chọn gọi là ok, chứ không 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 phải là cái gì cả. Mình xin test âm thanh của nó. Rồi, làm bài gì đấy quen quen tí cho nó. Bài đây. Nói chung là với cái mức giá như thế
Thì cây này cũng là chơi rất là tốt rồi. Còn các cụ cũng có câu là tiền nào thì cũng cuốn đấy thôi, càng lên cao thì nó sẽ càng hay hơn, nó càng ngọt hơn, nó càng giá trị hơn. Cái đấy là cái rõ ràng thôi. Nó có lý do của nó chứ không phải là tự nhiên mà các nhà sản xuất bên Trung Quốc người ta lại đặt ra cái giá nọ giá kia như thế, mà nó bản thân người chơi chuyên nghiệp người ta sẽ cảm nhận được cái điều đấy. Rồi, chúc các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý để mình có một cây đàn mình giải trí sau những ngày lao động vất vả. Mình sẽ thêm yêu đời hơn. Xin chào các bạn.